Vâng, xin chào các bác đã quay lại với kênh YouTube của Cảnh Kỳ Audio. Hôm nay Cảnh Kỳ sẽ mời các bác cùng thưởng thức cái chất âm của con vang số DMX DK3000 mà hiện nay bên Cảnh Kỳ đang cung cấp và đang bán ra thị trường. Thì với dòng vang DMX DK3000 này thì Cảnh Kỳ về được số lượng gần 100 con chia thành 2 đợt. Thì hôm qua thì hôm qua Cảnh Kỳ đã có livestream một lát, thì nói chung hôm nay cũng sẽ đi và tiền thể cũng là ngồi cài và test cho các bác thưởng thức về chất âm của con vang DMX DK3000 này. Với bộ xử lý 48 bit và chip xử lý độc quyền của DMX thì nó cho ra cái chất âm phải nói là ngọt như mỹ lùi, và chất âm đặc biệt nữa là cái tiếng nhạc xử lý kể cả như mic của nó rất là ngọt ngào các bác nhé. Đây là chiếc mic mà em đang để, các bác thấy không ạ? Kể cả mic này của em bắt độ nhạy cũng khá là tốt. Đây là mic DE các bác nhé. Đấy, lô 1 2. Đấy, em đang để cách rất là xa đúng không ạ? Thì với lô vang này Kỳ về thì nói thật sự là đang còn đẹp 90% các bác nhé. Đầy đủ phần mềm cho toàn thể các bác, giá cực kỳ hợp lý tại cửa hàng Cảnh Kỳ Audio. Bây giờ em đầu tiên nào sẽ mời các bác thưởng thức trước. Thì hiện nay thì em cũng đang tiền thế đấy, mấy con vang để em đang cài cho các bác khách để lên đường hôm nay luôn. Đấy, thì đầu tiên em sẽ cài thử test cho các bác một bản nhạc, hoặc là một bản nhạc nó xử lý ra, phải nói là kể cả như chất âm nhạc nó xử lý ra rất là tốt, kể cả như kèm theo cái tiếng mic nó rất là hay. Lì 1 2 6. Đây là xì dãy cao các bác nhé, đây là xì dãy cao. Li 1 2 6 7. Li 1 2 6 6. Thì cũng như yêu cầu của toàn thể các bác. Có nhiều bác thì thích nhiều echo, có nhiều bác thì nhiều vợt, em cài theo yêu cầu của toàn thể các bác. Đây thì ví dụ con vang này ra thì nó thật các bác luôn là tiếng lên rất là hay, mượt mà luôn. Nhặt một cành hoa dưới đoạn đường về nhà một em ơi, dòng người vội vàng dậy tình ơi em ở đâu rồi. Và nó cho ra cái chất âm phải nói là tâng cái giọng mình lên nó rất là ảo, phải nói là ảo đấy các bạn. Nếu bác nào đang phân vân về con dòng vang này á, cái tiếng của mình nó ra nó cảm giác nó mượt mà lắm các bác, nó rất là mượt mà luôn đấy. Nên là bây giờ sẽ test một bài cụ thể để cho các bác thưởng thức chất âm của con vang này. Ok, mời các bác cùng lắng nghe ca khúc Cái Nghỉ gửi đến toàn thể các bác nhé. Thank you.
1 2 2 6 7 1 2 2 6. Vâng, các bác vừa thưởng thức cái chất âm phải nói là ngọt như mỹ lùi của Mô Con Vàng, phải nói ra rất là hợp lý các bác. Quan trọng là đẹp. Đẹp, năng suất cao, mã vạch email có đầy đủ các bác nhé. Đấy, có phần mềm kết nối điều chỉnh dễ dàng trên kể cả như trên này. Đấy, được chưa các bác? Giá là 1.800.000 đồng, bao ship tại cửa hàng Anh Kỳ Auto. Bao ship toàn quốc cho các bác, nam bắc gì cũng được bao ship hết. Khi gửi vào cho các bác nào thích lấy sổ sách gì thì lấy này. Đấy, như mới luôn các bạn, dây kết nối phần mềm thì lấy này, có cả cho các bác luôn. Một lần nữa cảm ơn các bác rất là nhiều. Bác nào mà chốt con vàng này thì liên hệ ngay với Anh Kỳ qua số điện thoại là 0972767890 hoặc 0965353321. Các bác đừng quên là cho Anh Kỳ nút đăng ký và nút like. Đấy, ủng hộ kênh Anh Kỳ Audio các bác nha. Và bác nào thấy Anh Kỳ hát hay thì cho Anh Kỳ nút tim và như là bình luận phía dưới các bác nha. Xin chào, hẹn lại các bác.